xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục thầy thuốc của bạn thưa quý vị thuốc lá là nguyên nhân của các bệnh liên quan tới đường hô hấp như viêm phổi viêm phế quản viêm mũi nhồi máu cơ tim tắc nghẽn phổi mãn tính khỏi thuốc lá trực tiếp gây ung thư hầu họng ung thư phổi và ung thư thực quản bàng quang thận đường tiểu tụy tạng dạ dày và cổ tử cung trong đó ung thư phổi là bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu đối với nam giới ở Việt Nam, hàng năm số người tử vong do thuốc lá lên tới 30.000 đến 40.000 người. Người hút thuốc lá quá nhiều không bị chết ngay bởi liều lượng mà các chất độc hại sẽ ngấm dần vào cơ thể và sẽ làm cho người hút mắc một số bệnh như cơn đau tim, tai biến mạch máu não, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn, dần dần, dần dẫn đến tử vong. Một, bệnh phổi tắc nghẽn mãn bệnh xảy ra vì khói thuốc lá kích thích đường thở, làm đường thở bị viêm nhiễm và tăng phản ứng. Khi bị viêm, đường thở tiết nhiều đờm, các lông run dùng để chuyển chất bẩn ra khỏi phổi bị tê liệt, bị phá hủy. Vì vậy, người hút thuốc lá sẽ bị cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản và viêm phổi hơn người không hút. 2. Bệnh có liên quan đến ung thư. Khói thuốc lá chứa tới hơn 4.700 chất hóa học Phần lớn là chất độc hại, trong đó có trên 40 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotine. Nicotine dưới dạng tinh khiết đó làm một chất lỏng trong suốt, có mùi khó chịu và vị đắng, dễ tan trong nước và dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, hô hấp, thậm chí qua cả da. Các chất gây ung thư này sẽ biến đổi các tế bào phổi bình thường thành tế bào ung thư, khói thuốc lá trực tiếp gây ung thư hầu họng ung thư phổi và ung thư thực quản. Khói thuốc lá còn hỗ trợ cho việc phát triển ung thư ở các nơi ngoài đường hô hấp như bàng quang, thận, đường tiểu, dạ dày và cổ tử cung. Người hút thuốc trước 15 tuổi sẽ có nguy cơ bị ung thư gấp 4 lần, người hút thuốc sau 25 tuổi. Người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn hút thuốc lá thì nguy cơ bị ung thư phổi tăng từ 3 đến 7 lần so với người bình thường. 3 một số các bệnh nguy hiểm khác trong khói thuốc lá còn chứa những chất rất độc như carbon monoxide, chất gây nên tình trạng thiếu oxy của các nhu mô phổi. Ngoài ra, thuốc lá còn sinh ra từ 10 đến 17 gốc tự do gây oxy hóa. Các chất này cùng với carbon monoxide làm lớp tế bào lót bên trong mạch máu dễ bị tổn thương, làm mạch máu bị co thắt, khiến cho máu dễ đông hơn. Toàn bộ những rối loạn này gây nên tình trạng sơ vữa mạch máu, làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn, gây ra cơn đau tim, nhồi máu cơ tim, dễ dẫn đến chết đột tử. Thuốc lá còn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của người hút. Đối với nam giới, thuốc lá làm giảm số lượng tinh trùng, giảm hoạt động tinh trùng, liệt dương và dễ vô sinh. Ở nữ giới, thuốc lá làm giảm kích thích tố nữ, gây tắc kinh sớm, gây vô sinh và loãng xương, dẫn đến gãy xương đùi, xẹp cột sống đối với thai ngén phụ nữ hút thuốc dễ bị thai ngoài tử cung sảy thai do băng nhau nhau tiền đạo và thai chết lưu hoặc nếu sinh được thì dễ bị sinh non thai nhẹ cân thai nhi dị dạng đặc biệt là bệnh tim bẩm sinh người mẹ hút thuốc lá còn gây những ảnh hưởng lâu dài trên trẻ sau này trẻ có nguy cơ chậm phát triển kém thông minh dễ trầm cảm dối loạn hành vi dễ nghiện và dễ bị ung thư hơn trẻ khác những tác hại khác của thuốc lá, người hút thuốc hơn 20 điếu thuốc một ngày sẽ dễ bị cườm mắt, gấp hai lần người không hút. Những nếp nhăn trên da sẽ nhiều hơn, sâu hơn, nên người hút thuốc trông già hơn tuổi, tóc dễ bị bạc, dễ bị rụng hơn, dễ bị viêm quanh chân răng, giảm sức nghe, dễ bị loét dạ dày, dễ bị xón tiểu hơn, nhất là phụ nữ, giảm hóc môn tuyến giáp. Hút thuốc lá lâu dài sẽ làm cho các mạch máu bị tổn thương vĩnh viễn. Sơ vữa động mạch còn gây tai biến mạch máu não làm cho bệnh nhân tử vong hay phải nằm liệt giường. Hoặc bị liệt nửa người, con thắt mạch máu do khói thuốc lá còn dẫn đến bệnh viêm tắc mạch máu ngoại biên làm bệnh nhân rất đau đớn và bị hoại tử các chi. Lợi ích đối với sức khỏe khi bỏ thuốc lá cơ thể sẽ không còn tích lũy chất độc, loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây các bệnh đã nêu trên. Nếu bỏ thuốc trước tuổi 50 sẽ giảm được 50% nguy cơ chết trước 65 tuổi, giảm 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch sau khi bỏ thuốc được 1 năm, giảm 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi sau khi bỏ thuốc 10 năm. Vì một cộng đồng không khói thuốc, vì sức khỏe của mỗi người, vì tương lai con em chúng ta, đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc Đừng hút thuốc lá nơi công cộng, đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Hãy giảm hút thuốc lá, hãy cai nghiện thuốc lá, hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút, hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá. Hút thuốc lá rất có hại đối với sức khỏe của cả người hút và người xung quanh hít phải khói thuốc, còn gọi là hút thuốc lá thụ động. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy từ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và người thân xung quanh. Hãy chung tay xây dựng một cộng đồng không khói thuốc. Những thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục thầy thuốc của bạn tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.